Con dâu xách giỏ bước ra khỏi nhà còn nhắc lại. Má kho cá nhớ mang ra sân sau nha. Con cả ngày ở tiệm nêu ngửi mùi quá chất, về nhà mùi cá kho nữa chịu sao thấu. Nó đi khuất tôi lẩm bẩm. Con dâu mà bày đặt chỉ huy làm như má tao, mai mốt tao đi khỏi cho biết mặt. Con dâu là người cuối cùng ra khỏi nhà, con trai và hai cháu nội đã đi làm đi học từ sáng sớm. Chồng tôi qua đời 3 năm nay, hai vợ chồng ăn tiền già, ở nhà hao dinh mỗi tháng chính phủ phụ trả tiền nhà. Nay chỉ còn mình tôi trả chi phí tiền nhà hao tốn quá, thằng con trai duy nhất kêu về ở với vợ chồng nó. Mang tiếng ở nhờ nhà con, nhưng mỗi tháng tôi tự động đóng góp nửa tiền già, phụ giúp cơm nước và hầu hạ hai đứa cháu dậy mà con dâu có lúc còn làm tôi bực mình khó chịu. Tôi sắp có một tình cuối đời, chiều nay gặp mặt nhau tôi sẽ làm một quyết định lớn lao nếu đồng ý về chung sống với người ấy, ông có nhà cửa sẵn sàng đợi tôi. Con dâu sẽ trắng mắt ra về cái tội không biết nâng niu tôn trọng mẹ chồng. Tôi tìm bạn bốn phương trên báo quen ông Sung, hai tâm hồn cô đơn đồng điệu gặp nhau. Ông Sung bất mãn con cái, tôi chẳng ưa gì con dâu, hai chúng tôi trao đổi hình ảnh thấy hạp nhãn, gọi phone chuyện trò qua lại thân tình thắm thiết nên hẹn gặp mặt để tính tới chuyện cùng dìu nhau đi nốt quãng đường đời còn lại như lời ông đã âu yếm rao tìm bạn. Ông Sung sẽ từ tiểu bang Texas bay tới đây gặp tôi. Tôi đến nhà hàng Tri Kỷ gặp ông Sung, ông 75 tuổi không khác trong hình là bao, vừa gặp mặt là tôi chấm liền. Sau phút giây hội ngộ bối rối, tôi và ông Sung mau chóng thân thiện nhau hơn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Sung cũng thích tôi, khen tôi trẻ hơn tuổi 70. Tôi mỉm cười nhún nhường. Em trẻ là nhờ mái tóc mới nhuộm hôm qua đó. Nụ cười chưa kịp tắt bỗng chuyển sang nhăn nhó vì cơn đau lưng bỗng ập đến. Đau từ lưng trên bên phải xuống đến lưng dưới. Bác sĩ bảo tôi bị viêm dây thần kinh gì đó. Cơn đau đến rồi đi trong 5 đến 10 phút và tôi phải sống với bệnh suốt đời. Ông Sung lo lắng hỏi: Em sao thế? Chứng đau lưng mãn tính, thường thì đi đâu em cũng mang theo thuốc giảm đau mua Âu giờ căng tờ hôm nay em quên mất. Trời ơi, đau quá phải chi có một viên thuốc. Thấy tôi cúi gập người xuống cho bớt đau, ông Sung dội đứng dậy đến bên tôi đỡ vai tôi, nhưng ông bỗng lạng quạng suýt ngã nếu không nhanh tay vịn vào một cạnh bàn. Đến phiên tôi lo lắng hỏi: Anh sao thế? Ông Sung đành khai: Anh bị đau hai khớp gối đi phải chống gậy, nhưng chẳng lẽ đi gặp em mà anh chống gậy thì quê quá nên anh không mang theo. Trời ơi, ước gì bây giờ có cây gậy thì đỡ khổ biết mấy. Dù đang đau lưng tôi cũng ráng dìu ông Sung ngồi trở lại ghế cho an toàn. Trong đầu óc tôi làm ngay một bài toán, nếu tôi về sống chung với ông sẽ phải thường xuyên hầu hạ như thế này. Đường dài chưa biết tính nết ông ra sao, không lẽ tôi lại giác mặt trở về với con cháu. Ngay lúc này tôi biết mình phải quyết định thế nào rồi. Tuổi già thật vô duyên, hai người đang hẹn hò lãng mạn thì bệnh hoạn lù lù xuất hiện không ai giấu ai được. Ông Sung kể lể: Anh đã cẩn thận mang theo đủ thứ thuốc, nào cao mỡ, cao máu, đau bao tử, trào thực quản, tiền tiểu đường, nhưng quyết không mang theo cây gậy giờ mới ra nông nổi. Tôi cũng trút nỗi niềm. Em cũng cao mỡ cao máu này, loãng xương này, rối loạn tiền đình này, ngoài ra còn phải nhỏ mắt cườm ướt glaucoma nữa cơ. Anh nhớ đi bác sĩ mắt hàng năm xem có bị glaucoma hay cataract không nhé. Em nhớ theo dõi đo huyết áp hàng ngày nhé. Anh cũng nhớ đi bộ mỗi ngày 1 tiếng cho khỏe nhé. Tôi và ông Sung bỗng trở thành hai bạn già tâm sự kể lể chuyện thời tiết trở trời, chuyện ốm đau và dặn dò nhau kinh nghiệm thuốc men cho đến khi không còn gì để than thở thêm, tôi mới giật mình kêu lên. Ôi trời! Sắp đến giờ em phải về nấu cơm chiều cho con cháu rồi, mấy con cá đang chờ em về kho tiêu. Tôi vẫn nhớ đến bổn phận, nghĩ đến con cháu, vậy mà có lúc sôi máu vì ghét con dâu tôi đã muốn dứt áo ra đi. Ủa, mình chưa đi đến quyết định cuối cùng mà. Em vội quá quên mất, em đã quyết định rồi. Ông Sung chặn lời tôi.
Để anh nói trước, anh là người định đoạt trước. Chưa gì mà anh đã lộ mặt gia trưởng rồi, thêm một lý do để em không tiếc khi quyết định. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ.